Bích Tử. Bích Tử. Thục Dung Phi, sao vậy? Ta đau bụng. Chết rồi. Bệ hạ, Lý Ngự Y mời người đến điện phủ cung Kim Thành. Chuyện gì vậy? Bệ hạ, bụng Thục Dung Phi đau đớn không thôi, có máu chảy ra rồi. Xin bệ hạ yên tâm, không có gì đáng ngại. Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Có đau lắm không? Không sao rồi. Vừa nãy ngự y đã chăm cứu, bây giờ đã không còn đau nữa. Sao lại như vậy? Thưa bệ hạ, là vì trước đây Thục Dung Phi uống quá nhiều thuốc tránh thai. Cái thai vốn hơi bất ổn, lại thêm dạo này trái gió trở trời, nóng lạnh thất thường, mới dẫn đến triệu chứng hôm nay. May mà sức khỏe Thục Dung Phi đã khỏe hơn trước nhiều, cũng chảy khá ít máu. Thần sẽ lập tức kê một thang thuốc bổ ôn, uống liền mấy ngày là chuyển biến tốt. Cơ thể Thục Dung Phi yếu đuối, dùng thuốc phải ổn thỏa, cẩn thận. Vâng, thần nhất định sẽ thật cẩn thận. Lui xuống hết đi. Thần cáo lui. Từ từ thôi. Không sao rồi. Thần thiếp đã không còn đau nữa. Đều tại trẫm. Nếu không phải khi xưa trẫm tùy hứng làm bừa, bắt nàng uống nhiều thuốc tránh thai như thế, thì cái thai cũng sẽ không bất ổn như vậy. Khi ấy thần thiếp cũng cố chấp như bệ hạ, không ai chịu nhường một bước. Nếu nói sai, thần thiếp một lòng muốn mượn thuốc tránh thai để tìm cái chết, chẳng phải càng sai sao? Nàng đừng hiểu chuyện như vậy. Chậm đau lòng. Đúng rồi, trẫm đã ban một thánh chỉ. Trẫm sẽ lập đứa bé trong bụng nàng làm người kế vị. Trẫm đã bảo một đức khánh cất thánh chỉ ấy, khi nào con ra đời sẽ tuyên bố. Bệ hạ vẫn chưa biết nó là con trai hay con gái mà. Thế thì có sao? Các đời Cửu Châu, không, chỉ nói riêng các triều đại Trung Châu, đã có tận mấy vị nữ đế hiện minh được muôn người tôn kính. Ai nói con gái thì không thể lập làm người kế vị? Trẫm không chỉ muốn lập người kế vị, mà trẫm còn muốn sắp lập nàng làm kế hậu. Đợi nàng sinh con xong, điều dưỡng khỏe lại, thì chúng ta sẽ làm lễ. Đề Lan chưa từng nhòm ngó ngôi vị hoàng hậu. Nàng không muốn thì ngôi vị này sẽ luôn để trống. Đến khi ấy, đám đại thần kia lại càm ràm vị trí kế hậu để trống đã lâu. Nàng muốn để trẫm bị họ làm phiền chết à? Thần thiếp rất biết ơn bệ hạ, dưỡng sức cho khỏe lại chính là tạ ơn trẫm. Đây là chuông giấc mơ ta tặng chàng. Mọi thứ nàng tặng ta, ta đều cất giữ kỹ càng. Nào, hạt giống. Đây là hạt giống cây tế phong. Nàng từng nói với ta, mong rằng trong căn nhà ở Diệt Châu có một cây tế phong, như vậy thì cuộc sống của nàng sẽ rất vừa lòng thỏa ý. Có nó thì không cần phải nhớ nhung cây tế phong trong cung Chiêu Minh, nàng có thể thấy mọi lúc mọi nơi. Nàng có bằng lòng trồng với ta không?
Mấy hôm nay ta cứ nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để làm. Đến mùa xuân chúng ta có thể đi bắt bướm. Đến mùa hè có thể theo thuyền ra biển nhỏ. Mùa thu ta giữ móng tay của ta lại, dùng thiến thảo khô để nhộm. Sau đó mùa đông chúng ta có thể chơi ném tuyết trong sân này. Ta còn muốn nuôi một con chó mập. Nếu sau này có con với chàng, chúng ta sẽ cùng chơi đùa trong sân. Những việc này đều không vội, từ từ làm từng cái một. Sẽ làm hết từng cái một. Thế nào? Ngon lắm. Ngon thì tốt. Cũng không uổng công hôm nay ta trông chừng người hầu làm cả ngày. Biết đệ có lòng rồi, làm xong cứ sai người mang đến. Sao phải đích thân chạy đến đây? Nếu ta không chạy đến thì cũng không biết A tỷ bị bệnh. A tỷ, bây giờ tỷ nặng người nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Bình thường đều ổn cả, cũng không biết hôm nay làm sao nữa. Nhưng người y đã nói rồi, không còn đáng ngại nữa, để yên tâm đi. A tỷ, ta không hiểu chuyện chữa bệnh, nhưng ta có thể làm một việc. Tỷ đưa bùa hộ mệnh cho ta, ta giúp tỷ đi cầu phúc cho tỷ và đứa bé trong bụng được không? Cầu phúc ư? Lần này ta đến, trong sứ đoàn có dẫn theo chủ tế cúng bái Long Dĩ Thần. Cung quy đại trưng nghiêm ngặt, ngài ấy không thể vào cung. Tỷ có thể đưa bùa hộ mệnh cho ta, ta đưa cho ngài ấy giúp tỷ cầu phúc xong rồi đưa về. Như vậy có thể phù hộ A tỷ tốt hơn. Chuyện này sao vậy? Cung quy đại trưng còn không cho phép mang đồ của phi tần ra khỏi cung ư? Không phải, ta chưa từng để Long Dĩ Thần rời khỏi người. Ta lớn lên cùng A tỷ, sao lại không biết được? Có điều, nếu A tỷ được cầu phúc phù hộ thêm, chẳng phải tốt hơn sao? Vậy vất vả cho Sách Lan rồi. Việc của A tỷ chính là việc của ta, không vất vả. Núi cao cao, trăng nho nhỏ. Trăng tuy nhỏ, sáng dằn dặc. Ta nhớ người ở phương xa, một ngày không gặp, lòng ta lặng lẽ. Trước đây khi chàng dạy ta bài thơ này, ta chưa từng nghĩ đến người ta nhung nhớ trong lòng có thể ngồi đối diện ta thế này. Ta còn có thể ăn món ăn người ấy tự tay làm cho ta. Mau thử đi. Ngon không? Hơi mặn. Tay nghề của ta vẫn không bằng A Húc. Bệ hạ còn biết nấu ăn ư? Đương nhiên rồi, huynh ấy khéo tay lắm. Trước đây khi mở tiệc trong nhà, Tử Trâm vẫn không xuống bếp như thường. A Húc luôn có thể bưng ra mấy món tủ. Nhưng đây là chuyện rất lâu về trước rồi. Nói ra thì có phải hoàng hậu Tử Trâm giống hệt Đề Lan không? Đúng là giống hệt, nhưng tính cách lại rất khác. Nói sao nhỉ? Hoàng hậu Tử Trâm rất giống nàng. Tính cách rất thẳng thắn. Mấy năm trước, A Húc rất nóng nảy hung bạo, người bên cạnh hơi tí là bị xử phạt. Chỉ có nàng dù nhiều lần mạo phạm, nhưng huynh ấy lại không phạt nặng. Dù nàng gây chuyện quá đáng như thế, huynh ấy cũng chỉ phạt nhẹ. Nói vậy, tuy ta chưa từng gặp hoàng hậu Tử Trâm, nhưng cũng vô thức được cô ấy che chở không ít. Bao năm nay mọi người đều cảm thấy ta đang nhẫn nại với A Húc, thậm chí là dung túng huynh ấy. Nhưng ta lại xót thương huynh ấy. Lớp vỏ của một người càng cứng
thì lòng càng mềm yếu. Trước đây Tử Tâm bất ngờ qua đời, huynh ấy bỗng chốc biến thành người mất mát nhiều nhất, là bậc quân chủ, đau khổ trong lòng nhưng khó mà nói ra. May mà bây giờ bệ hạ đã có Đề Lan, họ thật lòng đối xử với nhau, yêu nhau. Đề Lan cũng có thể xua tan không ít nỗi đau khổ của ngày ấy. Nếu không, ta cứ cảm thấy cướp vàng đi như vậy rất có lỗi với bệ hạ. Huynh ấy rất may mắn vì có Đề Lan bên cạnh. Vậy chàng thì sao? Ta là người may mắn nhất. Phu quân, gió bên ngoài hơi lạnh, chúng ta về phòng đi. Bệ hạ và Thục Dung Phi đều ổn, chớ nhớ nhung. Nàng đang đọc gì vậy? Không có gì, ta đã thấy rồi. Bây giờ ta chẳng giấu nàng chuyện gì, nàng lại muốn giấu ta. Thế ta nói với chàng, chàng đừng có giận nhé. Ta không giận. Sau khi rời khỏi Thiên Khải, ta nghĩ chàng vẫn sẽ nhớ nhung bệ hạ, nên ta đã hẹn cách liên lạc với Trương Thừa Khiêm. Chỉ cần ngày ấy ở Thiên Khải thì sẽ không định kỳ nói cho ta biết một vài thông tin liên quan đến bệ hạ. Hôm nay là lần đầu ta nhận được tin mà ngày ấy gửi đến. Chàng yên tâm, ngày ấy không biết gì hết. Ngày ấy cũng không biết chàng chưa chết, cũng không biết ta ở đâu, đang làm gì. Ta tự ý quyết định như vậy, liệu chàng có giận không? Sao ta lại giận được? Nàng là vì muốn tốt cho ta mà, để ta biết bệ hạ rất ổn, mới có thể khiến cuộc sống của ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta hiểu. Vậy bây giờ bệ hạ thế nào? Bệ hạ rất tốt. Thế thì tốt. Ta đã nấu canh, nàng có muốn thử không? Thang tướng quân, mới đấy đã đến rồi à? Chết mất mấy con ngựa rồi phải không? Điều Dương Thế Tử nói trong thư có phải thật không? Ngài đã thấy bộ hộ mệnh của A Tỷ mà còn không hiểu ư? Đây là thứ chưa từng rời khỏi người tỷ ấy. Nếu không phải cầu cứu thì sao lại bảo ta đưa cho ngài?
Bây giờ cô ấy sống thế nào? Rất không tốt. Tỷ ấy mang long thai, Đế Húc lại không chịu công bố ra ngoài, còn cấm túc tỷ ấy. Khó khăn lắm ta mới xin được cơ hội thăm tỷ ấy, lại phát hiện Đế Húc vì chuyện Xưởng Dương giả mà trút giận lên chú Liễn ta. Trên người A tỷ đầy vết bầm tím, mấy hôm trước còn thấy máu. Do ta ép hỏi tỷ ấy mới dám nói với ta. Tỷ ấy sợ ta đi tìm Đế Húc đòi công bằng. Trước đây Đế Húc suýt nữa đã bóp chết cô ấy, còn cho cô ấy uống rất nhiều thuốc tránh thai. Nay lại ngày một tệ hơn. A tỷ nói tỷ ấy rất sợ, sợ chưa kịp sinh con ra thì đã chết rồi. Thang tướng quân, này thế lực chú Liễn mỏng yếu, Đế Húc không hề xem chú Liễn ra gì, nên A tỷ mới như vậy. Ta nghĩ nếu không thể dốc sức một phen vì A tỷ, có thể ngày tháng sau này của tỷ ấy sẽ càng thê thảm hơn. Ngài muốn ta làm sao? Bỏ cha giữ con, giết Đế Húc, đưa con của A tỷ lên Dương vị, để A tỷ thành thái hậu nhiếp chính. Nhưng Thục Dung Phi vẫn chưa sinh con, vẫn chưa biết trong bụng là nam hay nữ, có gì khó đâu. Khi A tỷ sinh, ta sẽ chuẩn bị sẵn một bé trai vừa ra đời. Nếu A tỷ sinh con trai thì không cần nói nhiều, nếu A tỷ sinh con gái thì bảo là A tỷ sinh đôi, vừa giữ được chức thái hậu lại được hưởng niềm vui gia đình, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Thục Dung Phi có chịu không? Bây giờ A tỷ sống không bằng chết, sao lại không chịu? Thang tướng quân, lẽ nào ngài đã quên khi ở chú Liễn A tỷ tốt với ngài nhường nào ư? A tỷ mau xem đi, mấy hôm nay chủ tế liên tục cầu phúc bất kể ngày đêm, còn dùng nước thánh gột rửa, rất có điềm lành, vất vả cho ngài ấy rồi. Lát nữa bảo Bích Tử chuẩn bị một ít đồ để đem về cho chủ tế dùng để thờ cúng nhé. Mấy chuyện này còn cần A tỷ lo ư? Ta đã làm xong cả rồi. A tỷ, ta nghe Bích Tử nói mấy hôm nay sức khỏe của tỷ vẫn không tốt à? Cơ thể của ta vẫn luôn yếu đuối, nhưng người y cũng nói uống thêm mấy thang thuốc thì không còn đáng ngại. A tỷ, ta nghe nói gần Thiên Khải có điệp truyền cốc, suối nước nóng ở đấy rất tốt, cơ thể của tỷ nhiễm lạnh, sao không xin bệ hạ ban chỉ đến đấy nghỉ ngơi dưỡng bệnh mấy ngày? Với bên ngoài thì ta vẫn đang bị cấm túc, không tiện đi lại. Thôi, vốn dĩ ta muốn trước khi về chú Liễn có thể ở bên A tỷ nhiều một chút, nhưng sức khỏe của A tỷ vẫn là quan trọng nhất. Để phải về chú Liễn rồi ư? Phải, vốn dĩ sau khi bái kiến Long Dĩ Thần là phải về rồi, nếu không phải vì A tỷ sao lại ở đến hôm nay chứ? Này Phụ Dương gửi thư thôi thúc, dù sao ta cũng đang xử lý việc triều chính, không dám lười biếng. Cũng phải, để là quân Dương tương lai, đương nhiên phải làm chuyện quan trọng. Có điều chắc chắn sau này đệ sẽ rất vất vả, phải chú ý sức khỏe vào nhé. A tỷ yên tâm, tỷ cũng phải sống thật tốt. Không còn sớm nữa, ta cũng không làm phiền A tỷ nghỉ ngơi nữa. Trước khi đi ta sẽ đến thăm A tỷ, cũng sẽ chào từ biệt bệ hạ. Vậy ta đi trước đây. Chỉ huy sứ, chỉ huy sứ, đây là cấp báo Hoàng Tuyền Quang vừa mới nhận được. Bệ hạ, thần có việc gấp cần bẩm báo. Nói đi. Thần vừa nhận được tin chủ soái Hoàng Tuyền Danh Thang Càn Tự tự ý rời doanh, đến nay vẫn chưa biết đi đâu. Chuyện từ khi nào vậy? Đã 10 ngày rồi. 10 ngày ư? Sao bây giờ mới báo?
Hắn luôn bảo bị bệnh không ra ngoài. Nơi ở cũng có cận vệ canh gác. Mấy hôm nay người của cửa hàng Tế Phong Quán phát hiện tình hình không đúng, nên âm thầm điều tra. Kết quả phát hiện hắn đã giết hai người Tế Phong Quán sắp xếp bên cạnh hắn, dẫn mười mấy thân tín rời đi rất lâu rồi. Lập tức cho người vào trong quân âm thầm điều tra, xem mấy hôm nay có gì khác thường không. Dân, khoan đã. Bây giờ người cầm quân đóng giữ thành Thiên Khải là vị tướng lĩnh nào? Là Trương Thừa Khiêm. Gọi hắn đến. Dân. Thiên Khải. Thần tham kiến bệ hạ. Trương Thừa Khiêm, lúc ngươi dẫn người rời doanh có phát hiện trong doanh có gì không ổn không? Khi thần rời doanh, tướng quân Hạ Nghiêu đang chỉ huy binh lính thao luyện, không có gì không ổn. Hạ Nghiêu vừa vào doanh, có hòa hợp với các binh sĩ trong doanh không? Tướng quân Hạ Nghiêu vừa đến vẫn chưa quen thuộc với binh lính. Bệ hạ, bệ hạ lại nhận được cấp báo. Đúng là quân doanh xảy ra chuyện rồi. Năm ngày trước, không ít tướng sĩ bỗng trúng độc lạ, lặng lẽ ngã xuống. Thân tín của Thang Càn Tự đã giam lỏng tướng quân Hạ Nghiêu, tập kết thuộc hạ cũ của Thang Càn Tự rời khỏi Hoàng Tuyền Quan, e là định tấn công thành Thiên Khải. Cái gì? Trương Thừa Khiêm, binh lực đóng giữ Thiên Khải dưới trướng ngươi có bao nhiêu? Khoảng 1.5 vạn. Tiêu Tử, ám vệ doanh Tế Phong Quán và trung vệ quân trong cung có bao nhiêu người? Khoảng 1 vạn. 2.5 vạn. Trương Thừa Khiêm, mau cử người đóng tất cả cổng thành Thiên Khải, chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ. Dân. Tiêu Tử, lập tức thả bồ câu đưa thư, báo cho thứ sử các châu phủ phái binh chi viện cho thành Thiên Khải. Rõ. Khoan đã, lại cử thêm người cấp báo đến các vùng cầu viện. Rõ. Bệ hạ, có phải báo cho Trẫm đã thả tự do cho hắn? Đừng làm phiền hắn nữa. Trẫm đã đánh biết bao nhiêu trận. Trẫm là vật trang trí sao? Thần không dám. Giờ thần đi ngay. Mau tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, mau lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mau vào thành đi. Mau lên. Mau, mau lên. Mau, đi theo đi. Đóng cổng thành. Bệ hạ, đã hoàn thành tất cả bố trí. Được. Binh lực bên ta ít hơn kẻ địch, nhất định chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh,
đêm nay có khả năng sẽ tấn công. Nhất định phải dốc hết sức cầm chân chúng, chỉ thủ không công. Đợi diện quân đến, chúng ta mới có phần thắng. Bích tử, Thục Dung Phi, bên ngoài làm sao vậy? Tại sao lại ồn ào như thế? Nô tỳ cũng không rõ, chỉ nghe người ta nói hình như có quân phản loạn muốn tấn công Thiên Khải. Bệ hạ đang chỉ huy binh mã bảo vệ Thiên Khải, bảo vệ hoàng thành. Quân phản loạn ở đâu ra vậy? Không biết, nhưng bệ hạ đang đích thân chỉ huy quân đội, chắc hẳn hôm nay sẽ không về cung Kim Thành. Bầu trời sao đêm nay đẹp quá. Ta xem sách sử có ghi chép rằng bầu trời sao của Cửu Châu sẽ hoàn toàn thay đổi chỉ trong một đêm. Tất cả vì sao đều không ở vị trí của nó vào ngày hôm qua nữa. Nhưng hình như từ khi ta sinh ra đến nay, vị trí của các vì sao lại chưa từng thay đổi. Bầu trời thực sự sẽ thay đổi sao? Nếu sách sử đã có ghi chép, vậy hẳn là có rồi. Chỉ là chúng ta không nhất định sẽ nhìn thấy. Chàng xem, hình như ngôi sao đó đột nhiên sáng lên kìa. Đó là Thanh Hữu, là ngôi sao lớn hiếm thấy trên bầu trời. Rất nhiều người nói nó đại diện cho sao chiếu mệnh đời này của đế vương Đông Lục. Sao chiếu mệnh của bệ hạ sao? Vậy nay ngôi sao này đột nhiên sáng lên như vậy, có phải chứng tỏ bệ hạ có thể hưng thịnh xuân thu, tinh thần vững chắc không? Hẳn là thế. Nói gì vậy? Thang Càn Tự cho người xông vào quân doanh, giam lỏng Hạ Nghiêu. Này đang tập kết thuộc hạ cũ, có lẽ định tấn công Thiên Khải. Chuyện xảy ra đột ngột, quân binh trong thành chỉ có hơn 2 vạn người. Bệ hạ đã ra lệnh đóng cổng thành, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Không ngờ Thang Càn Tự lại kích động như vậy. Lần này hắn thế mà lại muốn cho ăn cả ngã về không? Bây giờ binh lực Thiên Khải mỏng yếu, chắc hẳn bệ hạ sẽ lệnh cho tất cả thứ sử các châu phủ xuất binh. Nhưng thứ sử không xuất thân trong quân, phản ứng của họ có nhanh có chậm. Bây giờ cách nhanh nhất chính là để Trần Hách Nhiên của Diệt Châu xuất binh, nhưng ta không thể đi cùng nàng. Ta biết chàng phải về Thiên Khải trước. Chúng ta chia làm 2 đường, lập tức xuất phát. Ta và Thang Càn Tự từng làm việc với nhau, ta biết hắn là người thông minh. Nếu là người quyền môn, hắn sẽ không nổi dậy làm phản. Trong lòng hắn có Đề Lam, ta nghĩ hắn là dì Thục Dung Phi. Chàng yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đuổi tới. Chàng nhất định phải chờ ta. Nàng phải cẩn thận đấy.
Tiên phong nghe lệnh, toàn lực xung phong liều chết, chiếm lĩnh cổng thành. Rõ. Chuẩn bị. Bắn. Đổ. Thang tướng quân, quân phòng vệ Thiên Khải đã có chuẩn bị. Tiên phong chúng ta tổn thất nặng nề. Không ngờ chỉ mấy canh giờ, chúng đã chuẩn bị đến mức này. Không sao, truyền lệnh xuống, tiếp tục tấn công. Rõ. Trương tướng quân, chúng ta đưa tên đến cho ngài đây. Các huynh đệ, chia tên cho mọi người đi. Rõ, rõ, mau lên. Mau lên. Đi. Bẩm bệ hạ, quân phản loạn không chiếm được cổng thành chính, đã chia quân đi tấn công hai cổng đông và cổng tây rồi. Trương tướng quân nói, dù quân phản loạn tấn công mấy lần, tấn công ở đâu, ngài ấy sẽ thề chết giữ vững. Xin bệ hạ yên tâm, nói với hắn, trẫm ở cấm thành chỉ để lại một ít binh mã, toàn bộ số binh mã còn lại đã được cử đi giúp hắn bảo vệ cổng thành Thiên Khải. Thành bại phụ thuộc vào đây cả, nhất định phải trụ vững tới khi diện quân đến. Nếu cần thì trẫm sẽ thân chinh cùng chiến đấu với các ngươi. Rõ. Mục Đức Khánh, có nô tỳ và ngươi dẫn người đưa Đề Lang đến đường hầm. Lỡ như cổng thành bị phá, đao kiếm không có mắt, chẳng muốn nàng ấy phải được an toàn tuyệt đối. Nếu có bất trắc, ngươi biết làm sao đưa nàng ấy rời khỏi cung an toàn rồi đấy. Bệ hạ, còn không mau đi. Dân. Tham kiến Thục Dung Phi, chúng thần phụng theo khẩu dụ của bệ hạ dẫn Thục Dung Phi đến nơi an toàn. Quân phản loạn chiếm được thành rồi sao? Vậy bệ hạ thì sao? Bệ hạ vẫn đang đôn đốc phòng thủ. Bệ hạ chỉ muốn thu xếp vô toàn cho người trước. Bệ hạ không đi. Ta không đi đâu hết. Bệ hạ, Thục Dung Phi, tình hình khẩn cấp, đừng tùy hứng như vậy nữa. Bệ hạ phải ở lại chỉ huy binh mã. Nếu người không đi, bệ hạ còn phải phân tâm chăm sóc người, sẽ làm liên lụy đến bệ hạ đấy. Lúc này đừng do dự nữa, huống chi người còn có Long Tử. Xin hãy nghe theo bệ hạ đi ạ. Rốt cuộc đi đâu vậy hả? Đây đã là bức tường cuối cùng ngoài rìa cấm thành rồi. Thục Dung Phi, đã nói chỉ dẫn Thục Dung Phi đến nơi phòng thủ mỏng yếu mà. Các ngươi giết người thì đại nhân lừa ngươi đấy. Đừng có mà trách chúng ta.
Đi thôi, xe ngựa đang đợi ở ngoài cung rồi. Cái gì? Đề Lan biến mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Chuyện gì vậy? Bệ hạ, chuyện gì vậy hả? Mau nói đi. Bẩm bệ hạ, vừa rồi có vài nội quan nói truyền khẩu dụ của bệ hạ, nói là phải dẫn Thục Dung Phi đến một nơi an toàn. Thục Dung Phi và Bích Tử cô nương đã đi theo họ rồi. Ai ngờ một lúc sau, một nội quan cũng đến muốn dẫn Thục Dung Phi đi. Sao trẫm có thể để mấy tên tạp nham dẫn Thục Dung Phi đi được? Ngươi quên mang theo não rồi à? Bệ hạ, chúng thần phát hiện thi thể của nội quan và trung vệ quân ở nơi hẻo lánh của cấm thành. Trần Trung Lan, lập tức phái ám vệ đi tìm. Cho dù lập tung cả thành Thiên Khải cũng phải tìm được Thục Dung Phi. Rõ. Công chúa, người tỉnh rồi. Bích Tử, chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Công chúa, đây là phủ đệ bị niêm phong ở Xưởng Dương, là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp. Sách Lan, sao đệ lại ở đây? Lần này là kế hoạch của ta, tất nhiên ta phải ở đây xem đại trưng thay đổi triều đại rồi. Kế hoạch của đệ, vậy những quân phản loạn đó đều là do ta sắp đặt đấy. Tướng quân Thang Càn Tự là thủ lĩnh của quân phản loạn. Thang Càn Tự, nói ra còn phải đa tạ tỷ, được yêu thích như vậy. Không chỉ mang thai hậu duệ của hoàng đế Đại Trưng, còn làm tướng quân Đại Trưng liều mạng như thế vì tỷ. Nếu không phải như vậy thì kế hoạch này khó mà thực hiện được. Rốt cuộc để muốn làm gì? Ta làm việc có lợi với chú Liễn. Ta chịu hết nổi ánh mắt xem thường chú Liễn của các bộ xung quanh và Đại Trưng rồi. Ta cũng chịu hết nổi cuộc sống được ban cho nhờ tỷ đi hòa thân. Lúc trước tỷ cũng không muốn đến Đại Trưng mà. Này, chúng ta đã có khả năng thay đổi. Chỉ cần quân phản loạn giết chết Đế Húc, ta có thể để đứa trẻ trong bụng tỷ trở thành hoàng đế Đại Trưng. Cũng có thể khiến tỷ trở thành thái hậu nhiếp chính, giành lấy sự tôn trọng và sức mạnh cho chú Liễn. Để có được sự tôn trọng và sức mạnh, phải tự mình trở nên mạnh mẽ, chứ không phải cướp đoạt của người khác. Sách Lan, để thế này là cướp nước, sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa. Cướp giặc thì chém, cướp nước thành dương. Chỉ cần thắng thì ai chú ý dùng thủ đoạn gì chứ? Huống hồ kẻ phản quốc là Thang Càn Tự. Chú Liễn chẳng biết gì cả. Hơn nữa ta trở về Thiên Khải cũng chỉ vì lo cho sự an nguy của tỷ. Sao đệ lại ác độc như vậy? Ta sợ quân phản loạn đánh vào trong cung sẽ làm hại đến tỷ, thế nên sai người đón tỷ ra khỏi cung trước. Ta còn bảo Thang tướng quân sai hơn 100 quân tinh nhuệ đột nhập từ trong thành trước, chính là vì muốn bảo vệ an toàn cho tỷ. Tỷ à, sao tỷ có thể nói ta độc ác chứ? Nếu đệ có suy nghĩ cho ta dù chỉ một chút thì sao lại có ý định giết hại phu quân ta? Ta tuyệt đối sẽ không để đệ được như ý. Tỷ tỷ, vẫn còn thời gian, cứ nghĩ kỹ lại xem. Vinh hoa phú quý, quyền lực khuynh đảo ở ngay trước mắt, lẽ nào tỷ muốn cùng chịu chết với Đế Húc? Nhưng cho dù tỷ muốn chết, ta cũng không cho phép tỷ chết trước khi đứa trẻ được sinh ra. Bích Tử, trông chừng tỷ tỷ ta, đừng để tỷ ấy làm chuyện dại dột. Vâng. Sách Lan, Phụ Dương có biết để làm những việc này không? Ta phụng lệnh của Phụ Dương đấy. Chúc mừng Thế Tử thành công cứu được Thục Dung Phi. Nhờ diệu kế của Thi Đại Nhân đấy. Lần này ngươi lập công lớn rồi.
Đây đều là việc nô tỳ nên làm. Nơi ẩn náu mà Dương Thế Tử chọn đúng là anh minh. Muốn giấu hơn trăm quân tinh nhuệ, không để kẻ khác phát hiện, quả thực không dễ. Phủ Xưởng Dương này đã niêm phong nhiều ngày, lại là chỗ cấm kỵ của Đế Húc, không ai dám lại gần. Hơn nữa còn có con đường bí mật, thế nên đây là lựa chọn duy nhất. Hiện tại nơi cổng thành đang chiến đấu ác liệt, Dương Thế Tử lại thành công cứu được Thục Dung Phi. Nô tỳ thấy đại cục nằm trong lòng bàn tay rồi. Để bọn chúng đánh đi, hai ta chỉ cần làm ngư ông là được. Thế nào rồi? Bệ hạ, tìm thấy rồi. Ở đâu? Bị giam trong Phủ Xưởng Dương đã bị niêm phong. Bên trong còn có không ít quân phản loạn. Thục Dung Phi thân thể nặng nề, ám vệ không dám tùy tiện hành động. Ngoài ám vệ trở về báo tin, những người khác đều ẩn trong bóng tối, âm thầm bảo vệ. Nãy thế nào rồi? Vẫn ổn cả. Chỉ là trong số quân phản loạn có đệ đệ của Thục Dung Phi, Dương Thế Tử Sách Lan. Là hắn. Xem ra chuyện Thang Căn Tự mưu phản chắc chắn có liên quan đến hắn. Đều tại trẫm nhất thời mềm lòng, thế mà lại tưởng hắn thật lòng với Đề Lan. Mục Đức Khánh, chuẩn bị ngựa, chẳng phải đi cứu Đề Lan. Bệ hạ, người không thể đi được, người dám cản trẫm sao? Bệ hạ, trước mắt quân phản loạn đang tấn công thành, tình thế chưa ổn định, trong cung là nơi an toàn nhất. Nếu bệ hạ rời khỏi cung lúc này, lỡ như quân phản loạn phá được cổng thành, thì khó mà đảm bảo được sự an nguy của bệ hạ. Thần thấu hiểu nỗi lòng muốn cứu Thục Dung Phi của bệ hạ. Xin bệ hạ cho thần một ít thời gian, thần nhất định sẽ cứu được Thục Dung Phi ra ngoài an toàn. Phải đấy thưa bệ hạ, Trần Trung Lan nói rất có lý. Trước khi quân cứu viện của thứ sử đến nơi, bệ hạ vẫn nên chỉ huy ám vệ và trung vệ quân phòng thủ hoàng thành thì hơn. Các ngươi cho rằng trẫm không biết những chuyện này sao? Trẫm không thể giao chuyện cứu Đề Lan cho kẻ khác, cũng không thể chờ tiếp được. Trẫm không thể mất đi một lần nữa. Mục Đức Khánh, chuẩn bị ngựa. Chuyện này nô tỳ đi ngay. Trần Trung Lan, bệ hạ, nếu có chiến báo, ngươi thay trẫm hạ chỉ, chỉ huy tác chiến, không được để bất cứ ai biết trẫm rời cung. Như ý bệ hạ đã quyết, thần lập tức điều quân theo bệ hạ cùng xuất cung. Không được, quân phản loạn Thang Càng Tự rất đông, lỡ như cổng thành bị phá, ngươi cần dẫn binh phòng thủ cấm thành. Binh lính canh phòng trong cấm thành vốn không nhiều, không thể ít hơn được nữa. Lần này trẫm đi sẽ không liều mạng. Điều 20 tinh nhuệ trong ám vệ theo trẫm âm thầm xuất cung. Chúng dùng kế cướp Đề Lan rời khỏi trẫm, vậy trẫm sẽ dùng kế đưa Đề Lan trở về. Dân, các ngươi theo trẫm âm thầm xuất cung từ cửa phụ. Dân, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Mục Đức Khánh, ngươi đến đây làm gì? Thục Dung Phi thân thể nặng nề, không cưỡi ngựa được. Nô tỳ điều khiển xe ngựa đi cứu người về cung. Cho dù là điều khiển xe ngựa, trẫm cũng có người khác đây rồi, không cần đến ngươi đâu. Bệ hạ, nô tỳ. Ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy, lần này không cần theo nữa đâu. Nếu trẫm cho phép ngươi mang theo vàng bạc châu báu về quê dưỡng lão. Bệ hạ, bệ hạ, nô tỳ theo bệ hạ nhiều năm, sớm đã quên mất chốn về, cũng chẳng có nơi nào để đi. Nô tỳ nguyện chết trước ngựa của bệ hạ. Công chúa, người rất khó chịu sao? Hay người uống nước đi. Không cần. Dân,
Công chúa, người oán hay hận nô tỳ đều được, nhưng người đừng làm khó chính mình. Bích Tử, em dâng lệnh phụ vương hầu hạ ta. Xưa nay vẫn luôn truyền tin của ta cho họ sao? Dân. Nhưng nô tỳ chỉ truyền tin chứ chưa từng hại công chúa. Vậy chuyện bắt canh có độc ở cung Vũ An đó không phải do em làm chứ? Bắt canh đó đúng là do nô tỳ làm, nhưng tuyệt đối không phải vì hại công chúa. Bệ hạ cấm túc người của cung Vũ An, nô tỳ không truyền tin ra ngoài một thời gian dài, thật sự rất sốt ruột. Thế là dùng kế muốn bệ hạ vì lo lắng mà dời cung cho công chúa. Nô tỳ biết công chúa dời cung nhất định sẽ mang theo nô tỳ. Sau khi bát canh đó bị đổ dở, nô tỳ mới hạ độc vào đó. Công chúa, giờ nô tỳ nói những lời này chắc chắn công chúa không tin, nhưng công chúa tốt với nô tỳ, trong lòng nô tỳ biết rõ. Nô tỳ một lòng hướng về công chúa, lần này giúp Dương Thái Tử cũng là vì ngài ấy nói sẽ để công chúa trở thành nữ nhân cao quý nhất của Đại Trưng. Nô tỳ thực sự không ngờ ngài ấy sẽ vì thế mà giết người còn uy hiếp công chúa. Em thật hồ đồ. Bây giờ Sách Lan gây khó dễ ta, để ấy sắp phạm phải tội lớn rồi. Công chúa, Bích Tử, em còn nghe theo lời của ta không? Có. Không hay rồi, công chúa đau bụng dữ dội, các ngươi mau cho người đến giúp ta đỡ công chúa lên giường đi. Bệ hạ, quả nhiên Đề Lan rất to gan, còn muốn tự trốn đi cơ đấy. Bệ hạ, nhỏ tiếng thôi, người ở hậu viện đã bị hạ hết rồi, đừng làm tiền viện chú ý. Dân. Nào, bệ hạ, chuyện này là do Sách Lan xúi giục, để ấy muốn giết bệ hạ. Đừng nói gì nữa, chẳng biết cả. Về cung trước. An Diễn Môn. Công chúa, chúng ta bị quân phản loạn chặn đường rồi. Sao vậy? Công chúa, Thi Lâm, tên cẩu nô tài, ngươi lại dám tham gia phản loạn. Ta là người chú Liễn, nhẫn nhục chịu đựng bao năm, chỉ vì ngày hôm nay tên hoàng đế bị phế vị kia, ngươi không còn đường thoát đâu. Hôm nay ngươi chỉ có thể nộp mạng tại đây thôi. Giết. Giám Minh, Phương Giám Minh, người chưa chết ư? Là Thanh Hải. Công chúa, Đề Lan đang ở trên xe ngựa, chẳng phải đưa nàng ấy về cung. Mau đi đi, để ta cản chúng lại. Một tấc ở lại chống địch cùng Giám Minh, những người còn lại theo trẫm. Cản chúng lại, đừng để xe ngựa chạy. Có ta ở đây, ai cũng đừng hòng đi.
xông lên. Lên đi, xông lên, mau xông lên, đi mau. Mau xông lên, xông lên cho ta. Mau lên, xông lên, ngươi mau xông lên. Bên này, đây là trưởng quầy. Nào nào nào, này trưởng quầy, bệ hạ ở đó. Trưởng quầy, lúc này không cần lễ nghi đâu, hoàng hậu sắp sinh rồi, mau đi chuẩn bị đồ đạc đi. Có trẫm ở đây, nàng không cần nghĩ gì hết, trẫm sẽ bảo vệ nàng. Nàng cứ ở đây, yên tâm sinh con chúng ta ra. Không, bệ hạ, người cứ mặc kệ thần thiếp, người mau về cung đi. Không, trẫm và nàng sống chết có nhau. Bệ hạ, có quân phản loạn phát hiện chỗ này rồi. Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ ngăn cản quân phản loạn. Mục Đức Khánh, Bích Tử, có nô tỳ, các ngươi nhất định phải bảo vệ hai mẹ con Đề Lan bình an. Bệ hạ yên tâm. Công chúa, Đế Húc, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Tỷ tỷ ta đâu? Ngươi hại Đề Lan đến mức này mà còn dám hỏi à? Ta không hại tỷ ấy, ta chỉ muốn giết ngươi. Ngươi đừng lừa mình dối người nữa. Ngươi đã bị giả tâm và dục vọng của bản thân nuốt chửng từ lâu. Ngươi coi Đề Lan là tế phẩm con đường đoạt quyền của ngươi. Trẫm tuyệt đối không để kẻ như ngươi lại gần Đề Lan nửa bước. Ngươi tưởng chỉ với vài người đó là có thể cản được bao nhiêu binh lính của ta ư? Có gì không được? A tỷ, giết chúng, không để kẻ nào sống sót. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Giết!
Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Giống nàng, cũng giống trẫm, giết đế hút, cướp tỷ tỷ và đứa bé lại đây. Bệ hạ, tỷ tỷ, chỉ cần bệ hạ đồng ý, Đề Lan sẽ mãi ở bên người. Đến khi nào? Đến cuối cuộc đời. Đề Lan, Đề Lan, tại sao nàng lại làm vậy? Đề Lan, A Húc, không có A Húc, Đề Lan quyết không sống một mình. Đề Lan kiếp này có người là đủ rồi. Đề Lan, nàng từng nói với trẫm sẽ không để trẫm cô đơn một mình. Nàng nói sẽ ở bên trẫm đến cuối cuộc đời. Đề Lan là thê tử của bệ hạ, nguyện đời này kiếp này sống chết có nhau. Công chúa, điện hạ, công chúa, Đề Lan, Đề Lan, công chúa. Phượng Giám Minh, bệ hạ, bệ hạ, ta đến muộn rồi, chảy nhiều máu quá rồi, không cứu được đâu. Ta sẽ bảo Lý Ngự Y, ta sẽ bảo Lý Ngự Y cứu huynh. Không sao đâu, mà đi theo ta. Giám Minh, ban nãy Đề Lan nói với ta, nếu ta chết, nàng ấy quyết không sống một mình. Ngay cả nàng ấy cũng nhận ra ta sắp chết. Huynh yên tâm, huynh cứ yên tâm. Là tín hiệu, mau nhìn đi.
là Học Châu phu nhân. Thật sự là Phương đại nhân. Tất cả nghe hiệu lệnh của ta. Mở cổng thành. Giết. Rõ. Thang Càn Tự, ngươi không thắng được đâu. Nhưng lúc chưa phạm phải sai lầm lớn thì hãy dừng tay đi. Ta có lý do quyết không thể từ bỏ. Ngươi không cần khuyên nhủ. Tất cả quân phản loạn ngay đây. Chủ soái Thang Càn Tự của các ngươi đã bị bắt. Kẻ nào buông vũ khí đầu hàng sẽ được khoan hồng. Mau lên. Phu nhân, trong cung truyền tin phản tặc Sách Lan đã chết, nhưng Thục Dung Phi cũng đã bất hạnh qua đời trong loạn quân. Cái gì? Thang Càn Tự, người cấu kết với Sách Lan, chính tay hại chết Đề Lan, lại khiến dân chúng thành Thiên Khải rơi vào cảnh lầm than. Người đã biết tội chưa? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Áp giải hắn vào đại lao. Dân, dân, đứng dậy. Chấn Sơ ca ca, Đề Lan. Thiên Khải. Lý Ngự Y, tiểu hoàng tử thế nào rồi? Tiểu hoàng tử sinh non, hơi thở không nhuận, thể chất yếu đuối, thực sự không cách nào cứu chữa. Lý Ngự Y, ngài nhất định phải cứu tiểu hoàng tử. Đây là giọt máu duy nhất của bệ hạ và Thục Dung Phi. Cầu xin ngài, Lý Ngự Y. Lý Ngự Y, ngài nghĩ cách đi. Lão thần cũng lực bất tòng tâm. Tiểu hoàng tử, một nội quan chúc mừng Thuần Dung Phi thắng trận, cứu dân chúng Đại Trưng khỏi hiểm nguy. Bệ hạ đâu? Ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ đã đi cùng Thục Dung Phi trong loạn quân rồi. Để ổn định thế cục, Thanh Hải Công bảo chúng nô tỳ
Đêm nay thật sự rất dài. May mà có nàng ở đây. A Húc nói với ta, huynh ấy mệt rồi, muốn ra đi. Chúng ta không về được Diệt Châu nữa rồi. Tiểu hoàng tử vừa ra đời, nếu triều chính không ổn định, cần người danh chính ngôn thuận phò tá nó. Ta sẽ làm Hồng Châu phu nhân, ở lại đây. Nàng thật tốt. Trên đường đưa A Húc và Thục Dung Phi về cung, ta đột nhiên nghĩ, nếu nàng xuất hiện sớm, xuất hiện trong độ tuổi tươi đẹp nhất của ta, thì tốt biết bao. Ta nhớ năm thứ ba ta đến Tế Phong Quán, đã đọc được một quyển sách trong thư phòng chàng. Quyển sách đó viết về tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Trong sách nói, đời người bao la, có rất nhiều quá khứ, tương lai trùng lập và giao thoa. Có lẽ khi đó chúng ta không gặp nhau, nhưng ở một nơi khác, có thể ta sẽ lớn hơn vài tuổi, sinh ở một nhà khác, khi đó chúng ta đã gặp nhau rồi. Thật sao? Có lẽ lần đầu tiên gặp nhau, ta đang ném tên trong cung, ta không cẩn thận ném lệch trúng đầu chàng. Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng vì chúng ta đều trẻ tuổi nóng tính, thế nên không ai nhường ai. Xin lỗi nhé. Cô là ai? Trong cấm cung mà lỗ mãng như vậy. Đúng vậy, cô có biết ném tên không thế? Ta đã xin lỗi rồi mà, ta là ai kệ ta. Thật à? Chứ gì nữa, chẳng phải trẻ con đều vậy à? Nhưng mà sau này ta sẽ không được yên ở chỗ chàng. Còn tưởng là ai, thì ra là một cô nàng. Tính cách đàn ông, không hiểu phép tắc. Ta không phải là tính cách đàn ông gì đâu nhé. Ta tên Hải Thị, Hải trong giang hồ tứ hải, Thị trong cây hồng bỏ bộ mọc bên cạnh. Sau đó thì sao? Sau đó ta và chàng cùng trao đổi tên họ, rồi quen biết nhau. Sau vài năm nữa thì sao? Qua vài năm chúng ta trưởng thành thì đính hôn, sau đó kết hôn. Sau đó ta còn sinh cho chàng mấy đứa con, chúng ta nuôi chúng lớn lên. Sau đó ta và chàng từ từ già đi. Nàng quên các anh rồi, sao ta có thể quên huynh ấy được chứ? Lúc đó ta hơn huynh ấy mấy tuổi, huynh ấy sẽ không dám trêu ghẹo ta nữa. Ta sẽ bắt huynh ấy đến thỉnh an ta sớm tối mỗi ngày, gọi ta một tiếng sư nương. Nàng vui là được. Tất nhiên là ta vui rồi.
Cứ nghĩ đến là ta lại thấy vui. Bởi vì đó chắc chắn là một cuộc đời rất dài, rất đẹp. Xin lỗi vì đã không biết nàng sớm hơn. Rất nhiều chuyện ta còn chưa hoàn thành. Ta lại tự ý quyết định. Chàng sẽ chết ư? Có lẽ sẽ chết. Có lẽ không. Nhưng có lẽ chỉ ngủ một lát là ổn. Hải thị, ta hơi mệt, ta muốn ngủ một lát. Nhớ gọi ta dậy, đừng để ta ngủ quá lâu. Lát nữa ta sẽ gọi chàng.一只水饺，一只虾，好吃就是思念金牌虾水饺。水饺吃思念，好运在虎年。思念金牌虾水饺，邀您继续观看《狐珠夫人》。 Tháng 8 Tân Mão, năm thứ 16 Thiên Hưởng, Thuận Võ Đế đại trưng băng hà. Sau khi Thuận Võ Đế qua đời, đổi niên hiệu Cảnh Hằng, trưởng tử Duy Doãn tôn Thuần Dung Phi, cung phụng Ngô là Dương Thái Hậu. Tháng 12 Mậu Tuất cùng năm, an táng Thuận Võ Đế ở Lăng Bì. Quan lại dân tấu truy tôn miếu hiệu là Cao Tổ Đại Trưng. Bẩm Thái Hậu, sau khi Hữu Dương đời trước Ngạch Nhĩ Tế đổ bệnh qua đời năm ngoái, Tân Dương đoạt hãm, tập kết Hữu Bộ và Tả Bộ học khố và tiếp nhận các bộ lạc khác quy thuận. 7.000 dặm Hãng Châu cuối cùng cũng thống nhất. Hắn tự phong là Bột Lạp Cáp Hãm. Bột Lạp Cáp, tên này hay đấy, nghĩa là Ô Tông đúng không? Dân Hãng Châu thống nhất, Ô Tông Dương nắm quyền, đối với Đại Trưng cũng là chuyện tốt. Thái Hậu nói chí phải, Ô Tông Dương thống nhất Hãng Châu. Không lâu sau đó, công văn kết liên minh giữa học khố Thanh Khâu và Đại Trưng đã được đưa tới kinh thành. Hãng Dương còn gửi kèm một bức thư tay cùng thư kết minh, nói rõ thần nhất định phải trình lên Thái Hậu. Truyền lên muội muội Hải thị, nhìn thư như gặp mặt. Cuối cùng ca ca cũng không phụ lòng sư phụ, thống nhất Hãng Châu, trở thành Hãng Dương. Ca ca nhớ muội đã lâu. Mấy năm nay muội không chỉ khiến quần thần chú liễn khuất phục, đón mẫu phi của Thục Dung Phi về Đại Trưng phụng dưỡng, mà còn khiến các châu nguyện trung thành tinh phục. Bây giờ tuy ta không thể làm người ôm củi cho muội trong gió tuyết, nhưng lại có thể thêm một phần lễ mọn cho muội. Học khố nguyện kết đồng minh với Đại Trưng, sau này lấy Hoàng Tuyền Quan làm ranh giới, không xâm phạm nhau, thường xuyên trao đổi, hoạn nạn có nhau, yêu ghét đồng lòng, truyền cho hậu thế mãi mãi về sau. Ngoài ra ca ca còn có một chuyện mừng muốn cho muội biết. Thì ra thật sự là nàng, không phải ta đang nằm mơ chứ? Ta vẫn luôn ở bên Hãng Dương, chỉ là không gặp nhau thôi.
Thì ra nàng vẫn luôn ở đây. Phải, ta vẫn luôn ở đây. Câu chuyện này rất dài, sau này ta sẽ từ từ kể cho Hãn Dương nghe. Không, ta muốn nàng kể ta nghe ngay bây giờ. Được, giờ ta sẽ kể cho Hãn Dương nghe. Năm năm sau, Vi Doãn nói cho mẫu hậu nghe, gần đây đế sư đã dạy con những gì. Dạo này thầy đang cho nhi thần nghiên cứu sách sử. Nhi thần nhìn thấy trong sách ghi rằng phía đông Việt Châu có biển giao, trong biển có giao nhân. Nhưng giao nhân ấy chính là Long Vĩ Thần mà người Lôi Châu thờ phụng. Bình thường trong giống cá, sinh sống trong biển, nước mắt gặp gió là hóa thành ngọc giao, có thể phát sáng trong đêm. Mẫu hậu, nhi thần nghe nói Long Vĩ Thần phong thái cao quý thanh khiết. Năm xưa người mời Long Vĩ Thần đến thành Thiên Khải, tất cả mọi người trong triều nhìn thấy chân thân, không ai không phục. Chuyện này có thật không ạ? Nhưng chẳng phải trong sách nói giao nhân có cá mập bảo vệ? Cá mập mà nổi giận thì có thể cắn nát thuyền bè qua lại sao? Mẫu hậu, người không sợ cá mập à? Tất nhiên mẫu hậu sợ cá mập chứ. Nhưng mẫu hậu có người muốn bảo vệ, có chuyện không thể không làm. Thế nên cho dù sợ hãi, mẫu hậu cũng nhất định sẽ làm. Vi Doãn, con là vua một nước, sau này sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn, nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cá mập rất nhiều. Nhưng con vẫn phải kiên định với niềm tin của bản thân, bảo vệ con dân của con, giống phụ hoàng của con vậy. Mẫu hậu, lời người nói giống hệt như thầy nói vậy. Thật sao? Thật mà mẫu hậu. Bây giờ nhi thần sẽ đi gặp thầy. Chẳng phải mẫu hậu cũng rất thích nghe thầy giảng sao? Người đi cùng nhi thần đi. Sức khỏe của đế sư vẫn luôn không tốt. Con tự đi học thì không nói, còn dẫn theo học trò như ta, không sợ đế sư vất vả sao? Nhi thần vẫn luôn rất chú ý đến sức khỏe của thầy, cũng đã dặn ngự y hằng ngày bắt mạch kiểm tra. Sức khỏe của thầy ấy đã tốt hơn mấy năm trước rất nhiều. Mẫu hậu đi cùng nhi thần đi. Thầy mà nhìn thấy mẫu hậu cũng sẽ rất vui đó. Được, mẫu hậu nghe theo con. Con tên là gì? Diệp Hải Thị. Từ nay về sau, con lấy họ Phương theo ta. Ta là sư phụ của con. Sư phụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cầu vồng dắt trên bầu trời, bóng in trên mặt hồ. Nếu nhìn bằng con tim cũng có thể nhìn thấy cầu vồng. Cảm ơn ngài Phương đại nhân. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, Đề Lan sẽ mãi ở bên người. Đến khi nào? Đến cuối cuộc đời. Có lẽ ánh trăng này trăm nghìn năm trước đã như vậy rồi. Nhất định là đang nói cho chúng ta, trên đời có thứ có thể vĩnh hằng, không có gì vĩnh hằng hết. Cái gọi là vĩnh hằng có lẽ chỉ là cố chấp trong lòng người mà thôi. Vậy thì cứ cố chấp đi. Hết phim.